Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Đây là video clip anh sẽ tổng hợp và chia sẻ đến với mọi người cái tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi nhâm tuất của các em. Một trong những cái tuổi mà chịu rất là nhiều khó khăn trong cái hạn 37 tuổi, tức là năm 2018, kéo đến cái hậu quả của 2019 đầy suy thoái. Bước năm 2020 thì gọi là đỡ đần hơn, có chút tài lộc để mà gọi là bù đắp cho những cái năm mà khắc phục hậu quả của cái năm 2018. Tuy nhiên chỉ đối với nữ mạng thôi, chứ còn nam mạng thì vẫn chưa có nhiều cái sự tiến triển tích cực. Vì sao? Vì là tuy là năm nay người nhâm tuất thì nữ mạng thì là có sao mộc đức, người ta đã mặc sức mà ăn. Tuy nhiên là nam mạng là dương sao thủy diệu, vẫn còn có chuyện buồn phiền ở trong gia đạo tình cảm. Tuy là không phải năm xung tuổi, năm chỉ bị là nhị hạ của tuổi thôi ha. Rồi thì bây giờ đầu tiên hết là chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là là đối với nam mà nữ mạng của năm nay, mình tổng hợp lại cái phần tử vi sơ khởi ở bên ngoài. Năm nay thì người nhâm tuất thì đã biết là người mệnh đại hạn thủy gặp một cái năm gọi là năm thổ. Nên mệnh thủy gặp năm thổ là tương khắc, thổ khắc thủy, bị năm tương khắc bản mệnh, chủ về đau ốm, công việc thì gặp khó khăn. Khi tại sao? Tại vì mà khi mà năm mà đã khắc bản mệnh á, thì các phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi của mình của năm á, thì nó sẽ bị mất tác dụng, phá và bại tinh nó sẽ hoành hành rất là nhiều, cho nên là phải cẩn thận nhiều điều. Nam mạng thì với sao thủy diệu thì dễ gặp chuyện buồn phiền, đặc biệt là chia ly, tan tóc ở trong gia đình, gia đạo. Còn nữ mạng thì có sao mộc đức, một trong những cái phúc tinh khá là tốt đẹp ở trong công việc và tài lộc. Hạn thì nam mạng là hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp, nhưng nữ mạng chỉ là hạn tam kheo, đề phòng xảy sạc tay chân. Vận niên thì đều là thử quy điền, tức là vận niên có nhiều cái điều tốt đẹp. Tuy nhiên là từ đầu năm tới giờ không có tốt đẹp, không phải là cái vận niên sai đâu, mà là tại vì cái thiên vận của năm nay xấu quá ha, nó ảnh hưởng đến cái việc sao mạng cũng như vận niên của mình. Địa chi thì nhâm canh khẩu xung công hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên năm nay công việc sẽ ít gặp sự chống phá, đặc biệt nhâm canh là tương sinh về nạp âm ngũ hành, khi nhâm là thủy, canh là kim, kim sinh thủy tốt ha, cả nam lẫn nữ đều tốt ở trong cái thiên can, tức là công việc, đặc biệt là nữ mạng. Địa chi tí tức thì một số cái sách có thể nói tí tức là nhị hại, cho nên là hai con này là không ở nhau được. Mèo mà thấy chuột thì khỏi nói rồi, chó mà nó thấy chuột thì nó cũng sơi luôn. Cho nên là thuộc năm nhị hại, có một cái tí xíu không tốt đẹp, đặc biệt là với nam mạng ở trong việc tình cảm gia đạo, nhất là những tháng xung như tháng 3, tháng 9 là rất là dễ gặp những chuyện không vui vẻ trong cái cuộc sống gia đình, gia đạo của mình ha. Rồi, mình đã làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, bây giờ mình chỉ rắc vào cái vận hạn 6 tháng cuối năm thôi. Tháng 7 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020 dĩ nhiên là tháng Giáp Thân, mà tháng Giáp Thân thì thuộc thủy. Như vậy xét về bổn mạng là thủy đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, không vấn đề. Thiên can giáp nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp ất thì thuộc mộc, nhâm quý thì thuộc thủy, cho nên rõ ràng là chúng ta bị nạp âm ngũ hành sinh xuất. Đây là tháng có thể công việc thì ok, nhưng mà không thấy tiền, đôi khi là phải suy hao, tiền không có lớn hoặc là trong lần tiền sót. Rồi, địa chi thân tuất thì tự chủ bình hòa, không hình đại cũng không có tương khắc nhau. Như vậy mà cái cặp địa chi như thế này thì gia đạo tình cảm chắc chắn là sẽ không có nhiều sự chống phá, đem đến cái vui cho các
em, đặc biệt là các em trai ha. Rồi tiếp theo đó là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch tức là tháng Trung Thu đó, thì là tháng Ất Dậu. Tháng Ất Dậu tiếp tục là một tháng thủy, như vậy nó sẽ đồng hành với lại cái người bổn mệnh đại hạ thủy của các em nhâm tuất. Như vậy thì bổn mạng sức khỏe không phải lo lắng, ok, không có việc gì quá bần hàng đâu. Rồi thiên can Ất Nhâm thì cũng giống, gần giống với lại tháng 7, vì giáp Ất là thuộc mộc, à Nhâm thì thuộc thủy, cho nên là rõ ràng là sinh xuất về năm âm ngũ hành rất dễ gây hao tốn ở trong cái tiền tài của mình. Tuy nhiên công việc không bị ảnh hưởng nha, nó có thể suy hao tiền bạc nhưng không gặp chống phá gì ở trong công việc đâu. Đừng có nghĩ là tại công việc xảy ra khó khăn là mình phải tốn tiền, không phải. À, nhiều khi mình làm được 10 đồng nhưng mà nó không về tới mình 10 đồng, mà chỉ đến về mình tới 3 đồng thôi. À, đó là cái nạp âm ngũ hành sinh xuất thường mà thể hiện như vậy. Địa chi thì Dậu Tuất từ chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nha. À, như vậy là ok. À, địa chi tiếp tục cũng giống tháng 7 với vui vẻ hài hòa. À, như vậy thì rất là tốt cho các em nữ mạng khi có sao Mộc Đức ha, gia đạo tình cảm vui vẻ hơn. À, nam mạng dù có sao Thủy Diệu nhưng mà hai tháng này cũng không vấn đề đâu. Tháng có vấn đề nhất chính là tháng 9. À, vì sao? Thì tháng 9 của năm Canh Tý năm 2020, tháng 9 năm lịch là tháng Bính Tuất. À, đây là một tháng thổ. À, trong vốn dĩ là năm thổ rồi, tháng thổ nữa. À, là thổ nó khắc thủy thêm một lần nữa. À, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Đây là một cái tháng có vẻ là không tốt đẹp. Có thể nói là tháng xấu nhất của năm Canh Tý năm 2020 đối với người nhâm tuất, cả nam lẫn nữ mạng. Nhưng mà nam mạng sẽ xấu hơn. Rồi, thiên can chữ nhâm của mình thì khắc chữ bính của tháng. Thiên can khắc tháng, công việc gặp nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao tài lộc. À, giấy tờ khí tá phải cẩn thận, đặc biệt là với các em trai, người thân người tính gì cũng không được ý. Vì sao? Mình có rất là nhiều cái thứ khác là xung khắc. Rồi tháng Tuất, người tuổi Tuất gặp tháng Tuất, à năm sinh tháng tuổi, cẩn thận những cái mối quan hệ sẽ xảy đến cho mình, đem rất là nhiều chuyện buồn phiền. Anh nào anh chàng nào mà tòn tèn ở bên ngoài thì tháng này nhớ quẹt mõ cho kỹ, nếu không muốn bị vợ nó phát hiện ha. Tháng này rất là dễ gây suy hao tài chính nè. Rõ ràng như vậy, tháng thì tháng tuổi, thiên bản mệnh bị khắc, thiên can cũng bị tương khắc luôn, thì rõ ràng đây là tháng có thể nói là xấu nhất trong cái 6 tháng cuối năm đối với người nhâm tuất, cả nam lẫn nữ mạng. Nhưng mà chắc chắn như đã nói, nam mạng sẽ xấu hơn với sao Thủy Diệu là sao chủ của năm nay ha. Cho nên là nhớ các em nam mạng nhớ cẩn thận tháng 9 nha. Rồi tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 của năm Canh Tuất, năm Canh Tý năm 2020 chính là tháng Đinh Hợi. Mà tháng Đinh Hợi tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy bổn mạng cũng giống như tháng 9 với thổ khắc thủy ha, rồi năm thổ khắc thủy nữa. Đây là năm tháng mà bổn mạng của mình rất là suy yếu. Mà khi bổn mạng bị tương khắc như vậy thì phúc tinh và thời tinh chắc chắn là không được phát huy tác dụng. Ví dụ như là ở trong cái bộ tử vi của mình có cái phúc tinh, ví dụ như giải thần, hoặc là một cái phúc tinh nào đó có cái tính năng là hóa giải các cái sao xấu, thì tháng này cái phúc tinh đó sẽ mất tác dụng. Mà mất tác dụng thì mấy em nội sao xấu không quậy thì dễ, rất là dễ rơi vào cái chuyện không tốt ở trong công việc tài lộc của mình. Thiên can thì tháng 10 rất là êm đẹp, với chữ đinh của Đinh Hợi hợp chữ nhâm. Thiên can thuộc ngũ hợp, đây là tháng rất dễ sinh tài lộc, công việc rất là hanh thông. Những cái việc gì mà mình cảm thấy khúc mắc và tới đây nó sẽ có cái trớn, nó tạo cái đà để mình đi. Tốt về phần công việc. Địa chi Hợi Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy ok, tình cảm gia đạo tốt đẹp hơn tháng 9. Tháng 10 chỉ có cái bổn mạng và sức khỏe giống tháng 9 thôi, chứ còn thiên can và địa chi là khác nhau. Ok, tốt ha. Tháng tiếp theo của năm Canh Tý năm 2020 chính là tháng Tý. Tháng Tý của năm Canh Tý là tháng Mậu Tý.
mà Mậu Tý thì chắc chắn là hỏa. Như vậy thì mệnh là thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe cũng tốt hơn 2 tháng 9 tháng 10 thôi, chứ còn mà nói tốt đẹp thì không phải. Nhớ cẩn thận. Thiên can thì cực kỳ không tốt đẹp, với chữ Mậu của Mậu Tý khắc chữ nhâm, tháng thủy, tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận vướng cái chuyện đáo tụng đình, cả nam lẫn nữ mạng chứ không phải riêng là nam mạng đâu ha. Vì cái tháng nó khắc quá mạnh, thiên can nó khắc là tháng nó khắc mình, không phải mình khắc tháng giống như cái tháng chính đâu ha. Địa chi Tý Tuất, như đã nói ở trên, Tý Tuất thuộc nhóm địa chi tương hại, cẩn thận gia đạo tình cảm nhiều rối rắm. Năm gặp đã gặp Tý Tuất rồi thì bây giờ tới tháng cũng là Tý Tuất, cho nên là cẩn thận, tiếp tục là một tháng đề phòng nhiều cái sự rối ren hoặc là không tốt đẹp ở trong cái tình cảm gia đạo, nhất là các anh nam với cái thủy diệu chiếu mạng ha. Rồi tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng Chạp, tháng này là tháng Kỷ Sửu ha, mà tháng Kỷ Sửu thì chắc chắn là một tháng hỏa nữa. Như vậy mệnh thủy khắc hỏa tiếp, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe và bổn mạng cần thận trọng, nhưng mà không quá xấu giống như là tháng 9 tháng 10 mà bị tai nạn có nguy năng cái bổn mạng thôi, cái này có đi nữa thì cũng nhẹ nhàng mà vượt qua thôi. Thiên can Kỷ Nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tiếp không có vấn đề gì ở trong cái thiên can này. Địa chi Sửu Tức, Thìn Tức Sửu, Tức Sửu, Tức Sửu, khá là sát nhau trong cái bộ tứ hành xung, mà khác nhau thì xung khác nhiều. Một số sách thì viết là Tức Sửu là lục xung, một số khác là Tức Sửu là xung thôi chứ không phải là lục xung. Nhưng mà nếu như mình tìm hiểu, mình nghiên cứu nhiều thì mình thấy đây là gần như là một cặp lục xung, không khác mấy so với Thìn Tức đâu. Thì nó cũng tạo như vậy, mà cái địa chi mà lọt qua như thế này thì gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ không có nhiều cái sự vui vẻ đâu, đặc biệt là các em nam nữ tháng này cũng không phải là đơn giản, cho nên là một người nhâm tuất 1982 nam hay nữ mạng thì anh cũng phải cẩn thận ở tháng này với những cái mối quan hệ hoặc là xã hội hoặc là ở trong gia đạo của mình, với ba mẹ, với anh chị sẽ rất dễ có chuyện không vui, đặc biệt mà có dính với tiền bạc ở trong tháng này. Như vậy thì nhìn chung ở trong 6 tháng cuối năm của năm Canh Tý năm 2020, người nhâm tuất thì cũng giống như 6 tháng đầu năm, thậm chí là có những tháng rất thăng nhưng mà cũng có tháng rất trầm, đặc biệt là 2 tháng 9 và tháng 11 là 2 tháng khá là trầm ở trong cái tuổi, trong cái vận trình 6 tháng cuối năm. Hy vọng rằng là những cái thông tin mà vừa rồi đó anh tổng hợp ở những trang sách, ở những cái kiến thức của những người đi trước chia sẻ đến với mọi người là một cái hành trang hữu ích để mà các em ứng dụng vào cuộc sống, đặc biệt là các em nam với sao chủ của năm không được tốt đẹp, mà ứng dụng biết là mình nên cương nên nhu lúc nào mà giảm bớt cái khó khăn, có được tiền tài khắc phục cái hậu quả của năm cái hạn 37 tuổi để lại. Mọi người nếu mà xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho những người tuổi nhâm tuất khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống hoặc là Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.